Đây là chỗ đậu xe để trước khi mà tới cái chỗ đậu xe này là để cho mấy cái xe sạc điện nha cả nhà. Còn tích ở đằng kia là nhiều xe lắm thì đậu không phải là cho chỗ sạc điện. Và bây giờ thì gia đình mình đi cái đường tắt để đi lại cái chỗ đậu xe bus. Mình đang đợi xe bus tới để đi tới chỗ Florida. Thì no, no, cái xe này đi khoảng 15 phút nha cả nhà. Đây ấy, không đi lên tắt đi. Tụi Linh á vừa xuống xe bus. Chào cả nhà đã trở lại kênh của Linh. Hôm nay á thì gia đình Linh sẽ vào một cái khu vui chơi gọi là cái triển lãm mà 10 năm mới diễn ra một lần nha cả nhà, gọi là Florida. Và cái chỗ này thì Linh đã đi 3 lần rồi. Thì không phải là đi chỗ này 3 lần mà đi cái triển lãm này 3 lần rồi. Lần đầu tiên Linh đi là năm 2002, là lần đầu tiên Linh qua Hà Lan chơi. Rồi sau đó là năm 2012 và bây giờ là 2022. Hy vọng là cứ 10 năm thì Linh sẽ được đến đây một lần. Chỗ này rất là rộng. Thì cái khu mà người Hà Lan hoặc là cái khu du lịch mà nổi tiếng ở Hà Lan về hoa đó là Kokkenhof. Linh đã nhắc đi cái chỗ cái trong cái clip mà vương quốc của các loại quốc hoa của Hà Lan đó cả nhà. Thì Linh có nói về Kokkenhof. Thì cái khu này hoàn toàn khác nha, không phải là cái khu Kokkenhof đâu mà nó là Florida. Thì ở đây mọi người sẽ tổ chức, ở đây họ sẽ tổ chức 10 năm một lần. Và họ sẽ thuê một cái chỗ mỗi 10 năm là một chỗ khác nhau nha cả nhà, chứ không phải giống nhau. Giờ lại đi chụp hình cái. Vào đây thì thấy họ trồng những cái hoa dọc đường đi nè. Linh cũng không biết hoa này là hoa gì nữa, nhìn nó giống hoa hạnh á nha cả nhà. Cả nhà ha. Giống như cái cây cái cây gì nào, đúng rồi, nhớ rồi. Cái cây này là tỏi tây á cả nhà. Cây tỏi tây của mình nè. Đó. Ở nhà có trồng mà quên mất tiêu, Hoàng chỉ thấy nó giống cái bông hành quá. Xa xa đó là cái nhà vệ sinh rất là cần thiết khi mình đi chơi xa. Người ta nằm lăn lộn để chụp hình. Thì ở cái chỗ này á, cả nhà, nó không phải là hoàn toàn là một vườn hoa. Nó là có kiến trúc thu nhỏ của từng cái giống như văn hóa khác nhau. Thì ở đây á, đây là cái biểu tượng Open nè, là mọi người nhớ không? Linh có cái clip về siêu thị này đó. Thì siêu thị này là siêu thị của Hà Lan, cho nên họ cũng để ở đây. Và cứ vào mùa xuân á thì ở siêu thị này sẽ có phát những cái hạt giống giống như mình mua, mà cái bill của mình á, cái bill khoảng 10 euro thì mình sẽ nhận được hạt giống của cái chỗ này đem về trồng. Và năm nay họ phát những cái hạt giống hoa này nè, chứ không phải là giống bình thường thì có giống như dưa leo, cà chua đồ á, nhưng mà năm nay thì chỉ có những hạt giống như vậy thôi. Đó, mình đem về cái bịch hạt giống này mình gieo, mình trồng xong mình cứ rải ra vườn. Thì mọi người biết rồi đó, coi cái clip của Linh là biết là người Hà Lan rất là yêu thích cái cảnh thiên nhiên, hoa cỏ, cho nên họ sẽ trồng để dành cho hoa đẹp, cho có những cái cảnh vật đẹp để mình xem. Ở đây họ cũng đang sửa chữa nên là chưa có xong nữa đó. Trời ơi, từ tháng 4 tới bây giờ mà chưa xong nữa cả nhà. Mọi người biết đây là cái gì không? Đây chính là cái giống như là họ làm cái này để tượng trưng cho cái sinh vật sống ở trên trái đất, giống như là vật nè, mấy con vật nè, và cây cỏ. Thì vào năm 1700 á, còn rất là nhiều thứ hoang dã và nhiều sinh vật, nhiều động vật. Và từ từ mọi người sẽ thấy nó như thế nào nha. Thôi Linh không đi lên đây, tại vì Linh lên đây thì Linh thấy là nó cao lên thì mọi người sẽ thấy không thấy sự đa dạng của nó. Để Linh quay lại đây. 1700, 1725, 1750, rồi cho đến năm thế kỷ bây giờ 2000 thì nó tuột xuống còn có một tí xíu luôn. Mọi người thấy đây là sự khác biệt hoàn toàn, khác biệt từ năm 2000, từ sau đi từ năm 1700 cho đến 2000 thì nó
đã giảm rất là nhiều, nghĩa là trái đất mình đang rất là nguy hiểm nha cả nhà. Ai cũng biết mà đúng không? Ở đây là cái khu vườn treo, có đủ loại hoa hết, nhìn cũng đẹp hết cả nhà ha. Không biết nhà Linh định làm cái gì ở đây thế này, để Linh đi quay cái mặt vườn treo này cho mọi người xem. Ồ, hỏi cái trang trí gì lạ quá. Đã ha, chắc cái nhà Linh lại đi uống cà phê rồi đó. Đúng rồi, đi uống cà phê. Thôi Linh đi lại đây, Linh quay. Mới vừa tới đây lại đi uống cà phê rồi. Trời ơi, mọi người có biết không, cái khu này á, là tổng chi phí để xây dựng á, là 125 triệu euro cả nhà. Và họ hy vọng là sẽ bán được 35 triệu vé. Tại vì mỗi vé là 35 euro là cái vé chính thức. Còn nếu mình mua giống như có tôi Linh đó, tôi Linh mua trong cái siêu thị Overhand á, thì nó còn 28 euro. Thì hy vọng là họ hy vọng là 35 triệu vé sẽ được bán ra. Thì 35 triệu du khách sẽ tới thăm, nghĩa là 1/6 số tổng dân số của Hà Lan đó cả nhà. Đây, khu cho con nít nó chơi. Rồi chỗ nó đi cáp nữa, nói chung khu này lớn lắm nha cả nhà. Chút xíu quay tiếp nha. Green Love, tình yêu màu xanh nha cả nhà. Coi nó có cái gì không? Chưa gì hết là thấy không biết thấy gì nữa. Nhà hàng hả ta? Không phải. Mấy cái này chắc là mô hình để cho chim ăn. Vài loại hoa lạ lạ, Linh thấy hoa lạ. Hoa này lạ nha cả nhà. Buổi sáng. Ghét nhất là quay bị ngược sáng á, nó tới thui tới thui à. Đó, đây là cái mô hình nhà kính nha cả nhà, mô hình trồng trọt mọi người thấy rồi đó. Ở đây nè, thì là họ cho mình xem cái họ trồng cây như thế nào ở trong nhà kính. Và ở đây ở dưới này họ có trưng bày những cái văn hóa khác nhau, nhưng mà chỉ là nhỏ thôi. Họ giới thiệu cho mọi người thấy là cách trồng hoa, cách trồng cây như thế nào. Và cái hiệp hội này á, là 10 năm tổ chức một lần, Linh nói rồi. Thì giống như là, không phải giống như mà là của cái hội nông nghiệp Hà Lan, họ tổ chức để cho mình thấy là người Hà Lan trồng trọt như thế nào, vận hành cái ngành nông nghiệp họ như thế nào. Và cứ 10 năm như vậy đó, họ thuê một cái chỗ như vậy. Và tất cả mọi cái tòa nhà mà mọi người xem ở đây á, thì sau vài tháng nữa sẽ hoàn toàn dỡ bỏ. Và cái khu này là trở thành một cái khu thiên nhiên bình thường, giống như chưa từng có một cái nhà nào xây cất ở đây. Thì đó là cách vận hành của cái tổ chức này. Giờ mình xuống đây mình coi có gì không nha. Quá trời luôn. Ê, đây là một góc nhỏ của châu Á, có mấy cây chuối nè. Đây là cây bạc hà cả nhà, miền Bắc là kêu bằng cây dọc mùng á. Linh không hiểu tại sao họ trồng to đùng như vậy luôn á. Còn Linh mà Linh trồng nhà nó lùng lùng giống như Linh nè. À, cái cây này mới đúng là cây dọc mùng, cây bạc hà ở quê mình hồi xưa chỉ cần có một nhánh thôi là nấu nguyên một nồi canh chua, mà Linh trồng nó nhỏ xíu à. Còn đây là nhiều cây bắt côn trùng nha cả nhà, quá trời luôn ha. Cả nhà thấy không, cây bắt côn trùng. Đây đây đây, để thử bỏ một ngón tay vào cho mọi người xem nha. Cái này nha, cái này nha, cái này nha, cái này nha. Coi 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 coi, nó đóng lại, không, nó đóng lại nè cả nhà ơi, nó đóng lại nè, nó đóng lại nè, nó đóng lại đó. Đây không, cái này cho rõ hơn nha. Đây 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 đây, đây. Đóng lại luôn, cả nhà thấy không? Đó là cây bắt côn trùng, và ở đó cũng có nữa kìa, cây có nắp đậy đó, nắp đậy để bắt côn trùng đó.
Bởi vậy thích vào mấy cái chỗ này lắm, xem mình học hỏi được rất là nhiều. Ở đây có một cái quầy nhỏ nhỏ mà người ta để cho mình thử cái trái cây của Hà Lan nè, rau củ. Ở bên đây họ ăn paprika đó cả nhà, với lại bơ. Rồi cô kia đang sắc cam. Dạ. Linh thấy ở bên chỗ này á là có cái khu mà họ triển lãm các loại ớt. Để quay cho mọi người xem nha. Lâu rồi quay chắc họ dắp téo cả nhà. Đây, các loại ớt họ để đây đây, trong một cái tủ như vậy. Linh thấy hình như có cái loại ớt mắc tiền của bên Việt Nam mình rất là đang gọi là gì, không phải phổ biến mà nổi tiếng đó cả nhà. Đây cái loại ớt này đây, cái loại ớt mà người ta nói là mấy triệu một ký đúng không cả nhà? Đó, trời ơi, Linh nói thật nha, Linh chỉ được Linh chỉ thích ăn ớt hiểm của mình thôi, còn mấy cái loại ớt này nè nó cay mà nó cay hổm lắm, nó cay mà nó cay, cái miệng của mình nó không có cay á cả nhà, nhưng mà khi mà nó ăn vào cái bao tử của mình rất là đau, cho nên Linh sợ lắm, Linh chỉ thích ăn cái ớt hiểm của mình thôi. Và đây là họ trồng, họ để triển lãm cho mình coi các loại cây của nó đây. Màu sắc đầy đủ hết. Bên đây nữa. Thật ra là Linh đó là không phải là xuất thân từ giống như là gia đình Linh không có làm nông, chỉ là mua bán thôi, nhưng mà Linh rất thích trồng cây. Linh thích trồng trọt lắm. Linh có một cái miếng vườn nhỏ xíu, nếu mà ai từng theo dõi clip của Linh thì biết rồi đó. Linh thích trồng nhưng mà gọi là thích thôi chứ không có giỏi. Cho nên thích đến mấy cái chỗ này để mình ngắm, mình học hỏi. Chắc đây là một cái loại mô hình thủy canh đó cả nhà ha. Ai mà làm nông thì, ai mà trồng thủy canh thì chắc biết. Linh thì chưa có thử mô hình thủy canh, Linh chỉ trồng cái mô hình trên đất bình thường thôi. Công nhận khi mà những người mà họ có nghề á, họ trồng làm sao mà to đùng luôn. Còn mình không có nghề, mình trồng nó ra có tí xíu giống như đủ cho cả nhà mình ăn, thì đâu có kinh doanh gì được. Bình thường á, thì mình thấy cái bông của dâu á, màu trắng nhiều, bình thường rồi, nó phổ biến. Nhưng mà ở đây á, là mình thấy cái cả cái hoa màu đỏ luôn nha cả nhà. Hoa dâu màu đỏ luôn nha. Ở đây thì mình được đụng vào cho nên không có sợ bị phạm luật gì hết. Ở đây là hoa màu đỏ nha cả nhà. Rồi còn có hoa màu hồng nữa nè cả nhà. Cả nhà thấy đặc biệt không? Đây là loại màu trắng và đứng kế bên là loại màu hồng, cũng là dâu luôn nè cả nhà. Nè cả nhà, nó đang ra trái nè, thấy không? Đó. Đây là cái trái dâu này của hoa màu hồng đây, không biết ăn nó có vị gì. Nó rất là lạ. Đúng là khi mình càng đi nhiều á, mình càng học hỏi được nhiều thứ. Mà Linh thì thuộc vào cái chân đi rồi, ít có thích ở nhà lắm, đi hoài luôn. Bây giờ con nó lớn rồi càng lại tự do được đi nhiều nữa chứ. Ở trong cái nhà này Linh đi vào rồi, không có gì đặc biệt hết, mấy cái chậu cây thôi. Nhưng mà Linh thấy ở đây có vài cây đu đủ và chuối. Linh không biết cái ngày cuối cùng mình tới đây mình hỏi người ta, nếu mà người ta bỏ thì cho mình cái cây này được không ta? Tại vì ở bên này trồng đâu có được đâu, trồng khó lắm. Rồi ở cái khu này là khu nhà truyền thống của giống như truyền thống và giống như là cái kiểu của Đức ấy mọi người. Rồi ở phía sau này nó chắc là của Thái Lan. Giờ mình đi vào cái khu Thái Lan mình coi trước cái đi. Rồi đi vào cái khu khu của Đức này coi sao. Hy vọng là cái khu Thái Lan này có đồ gì đặc biệt. Ủa đi đi. Ok, anh xã Linh kêu đi đường khác. Ok, đi đường khác. Đi đường này xong rồi coi đây rồi sẽ lại đó. Coi ở trong cái khu của người Đức này thì họ trồng cái gì. Và ở đây là khu của người Nhật. Vào đó đi tụi nó. Chắc là vậy. Vào khu này đi. Tại nhà Linh thích văn hóa Nhật lắm. Hy vọng là một thời gian ngắn trong tương lai
tụi Linh sẽ được đi sang Nhật chơi. Tại vì mê đồ ăn của Nhật, mê văn hóa Nhật, mê tất cả các thứ. Cái khu này không phải của Nhật, của người Trung Quốc. Mình cứ vào coi đi, mình trả tiền rồi mà. What? Họ làm mấy cái tre đan lại với nhau nhìn cũng đẹp quá nhỉ ha. Đẹp quá. Con gái của Linh đi với nó thích ghê, thấy cái gì đẹp rồi nó kêu mama mama. Quay đi mama. Vậy đó. Quay lại khúc bên này đi ha. Đẹp mà cả nhà. Em thấy cũng đẹp á. Hôm nay cũng may là trời không có mưa gì hết. Cho nên mình được thấy nhiều hoa, nhiều nắng, nhiều mây xanh. Thì mình đã tìm được cái khu nhà của người Nhật Bản. Hồi nãy Linh nói thì là tưởng là trong đó, tưởng cái khu của người Trung Quốc á, có cái gì của Nhật Bản, nhưng mà không phải, chỉ ở đây mới có. Trong đây có gì đây ta? Hello. Yes. Trong đây sẽ có cây hoa của Nhật Bản. Trời ơi, niềm đam mê của tôi. Trời ơi, cây bonsai này đẹp quá đi. Trời ơi, bao nhiêu năm? 40 năm cả nhà ơi, quay xa ra. Tự nhiên để cái máy quay gần, ghét máy quay gần lắm. Đó, 40 năm. Còn cây này là 35 năm. Trời ơi, nó đẹp. Satsuki. Cây kia là Goyomatsu. Wow, cái nghệ thuật cắm hoa này, Linh thích cái nghệ thuật cắm hoa này kinh khủng luôn á. Nó vừa đơn giản mà nó vừa đẹp gì đâu luôn. Đây là hoa khác. Hoa quả tú cầu đúng không? Cái nhà cắm tú cầu. Trong đây trưng bày nghệ thuật trưng hoa thôi, nhưng mà rất là đẹp. Thật ra mình có cái nhà lớn lớn đó cái nhà ha, có mình trưng một khu như vậy nè cũng rất là thư giãn luôn. Trời ơi, mê ơi là mê, cứ vượt qua mọi người, quay phim cho cả nhà xem đó. Linh thích cái cách cắm hoa như vậy lắm cả nhà ơi. Mê ơi là mê luôn. Trời ơi, đang có mùa hoa mẫu đơn nè cả nhà. Cái mùa hoa họ mẫu đơn này nè. Thích lắm luôn. Rồi bên kia thì là bán đồ Nhật thôi, mỗi khu có tí xíu tí xíu. Thật ra năm nay á, mỗi năm Linh thấy nó là ít có đẹp hơn cái lúc đầu tiên mà Linh đi. Sorry. Cái lúc đầu tiên Linh đi là năm 2002 á, thì nó đẹp lắm, hoa nhiều, rồi có nhiều khu vực nhà văn hóa đồ nhiều lắm. Còn bây giờ thì càng ngày càng ít đi.
xíu xíu. Giờ mình đi vào khu của Thái Lan nha cả nhà. Hy vọng là mình sẽ thấy một cái gì đặc biệt hơn. Chứ nãy giờ Linh thấy thì thật sự là nó không bằng năm 2002 và năm 2012 đâu cả nhà. Không biết là 10 năm sau họ có tổ chức nữa không. Và 10 năm sau họ tổ chức chắc là công nghệ còn nhiều hơn bây giờ nữa đó. Hoa này đẹp quá. Lạ. Linh thấy cái năm nay tổ chức có là sử dụng nhiều công nghệ hơn là tự nhiên, cho nên Linh không thích lắm. Dù sao thì mình cũng đi đến lần thứ 3 rồi. Mình được xem trong 20 năm nó đã thay đổi như thế nào. Coi trong đây có gì không. Hy vọng là đừng mở nhạc, không còn mình phải tắt nữa. Ôi, chán chưa? Chưa vào đã thấy chán rồi đó. Lại là màn hình rộng. Hy vọng mỗi ngày một ngày nào đó sẽ chơi được mấy trò này hết. Trò này chơi rồi nha cả nhà. Trời ơi, nó chán vậy sao ta? Toàn là mô hình thôi, không có gì thật hết á. Đồ ăn trong hộp thôi, không quay đâu, chán lắm. Dạ. Đó vào đây. No, I'm insect. Yeah, in not. It's nice. So this? It will open, it will broken. Vậy thôi đó cả nhà. Không có gì đặc biệt hết. Trời ơi, nó chán gì đâu. Cái chỗ này rộng lắm cả nhà ơi. Nguyên cái gia đình Linh lang thang từ sáng bây giờ mà không có đi hết nữa. Và bây giờ thì rất là mệt rồi. Cho nên tụi Linh quyết định là đi bằng cái cáp treo này về, thay vì là lang thang tới cái chỗ mà đậu xe. À Linh quên nữa. Tại clip đầu, cái đoạn đầu tiên Linh quên nói là gần cái chỗ này không có chỗ đậu xe, cho nên mình phải đậu xe của mình ở một chỗ xa và đi cái bus của cái hội chợ này tới. Linh nghe nói là đây là lần cuối cùng để người ta tổ chức cái hội chợ nông nghiệp này, tại vì nó quá mắc đi. Mà theo Linh thấy đó thì cái năm 2002 Linh đi và đến năm 2012 Linh đi thì nó vẫn rất là đẹp. Nhưng mà năm nay thì họ sử dụng công nghệ nhiều quá, Linh không thích. Nhìn nó giống như là mình chỉ nhìn qua cái màn hình thôi, nó không có cái mô hình của cái đất nước, tượng trưng của đất nước mà mình muốn tới, cho nên nhìn rất là chán. Linh cảm ơn cả nhà đã theo dõi clip của Linh. Mong mọi người thích và chia sẻ, like, subscribe cho Linh có nhiều tương tác hơn nữa nhé. Chúc cả nhà một ngày thật là vui. Cảm ơn cả nhà rất nhiều.